Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình để tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 17 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Bính Ngọ tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh Thiên Hà Thủy ngày Bính Ngọ tức Can Chi tương đồng thuộc Hỏa, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Thiên Hà Thủy Kỵ Tuổi Canh Tý Mậu Tý ngày thuộc hành Thủy khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi Mậu Tý Bính Thân Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ thủy. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Tý, Canh Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Đức hợp tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Nguyệt Kính chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Thiên Địa chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ bảy ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Vận trình ngày thứ bảy này, người tuổi Tý được chính quan hỗ trợ nên công việc rất mượt mà, suôn sẻ. Những người đang thi cử, xin việc, xin lên chức, tăng lương sẽ thuận lợi hơn người, cứ thế mà tiến hành công việc như dự định thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nhưng vận tình cảm thì ngược lại, vì lâm tương xung nên Tý hay cãi vã, gặp phải những người khiến bản thân bực bội. Tình cảm vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Việc so đo, tính toán không nên tiếp tục vì nó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Đường tài lộc của tuổi Tý cũng chịu ảnh hưởng từ cục diện thủy khắc hỏa, cảnh báo con giáp này đi đâu cũng phải cẩn thận với tư trang cá nhân. Trước khi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, không cầm theo nhiều tiền kẻo kẻ gian lấy mất. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, đừng vì một cá nhân mà đánh giá một tập thể. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, hãy kiểm tra lại 3 lần trước khi nói. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, đừng hao tổn tinh thần vì lòng thù hận. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, bạn đang có dự định quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, nên chăm sóc cho sức khỏe của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 63, số 22. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, đen. Quý nhân phù trợ, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Sửu gặp thương quan lâm vận nên cẩn thận kẻo bị mất chức, thôi việc, bỏ học giữa chừng vì nhiều lý do khác nhau. Dù bạn có tài giỏi đến mức nào thì cũng nên khiêm tốn, xem xét lại những thiếu sót của bản thân, lấy lại năng lượng tích cực để làm việc. Tương hại cục khiến tình cảm lao đao, tuổi này có tâm trạng tiêu cực chủ yếu vì chuyện gia đình, con cái. Nhiều người sắp tiễn người thân, người yêu đi xa, xuất ngoại. Cha mẹ nói con cái không nghe, hay nảy sinh mâu thuẫn, chiến tranh lạnh. Ngược lại, về mặt tài lộc của tuổi Sửu hôm nay lại có sự khởi sắc nhờ hỏa sinh thổ. Nguồn lợi nhuận từ công việc đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh yên tâm chi trả nhiều vấn đề, nhu cầu trong cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, có thể dùng tiền để giải quyết sự việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, giúp người khác là tình cảm, không phải là bổn phận. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, không nên quá thân thiết với người mới quen. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, nói nhiều quá gây mất thiện cảm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, đừng tin tưởng bạn bè hoàn toàn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 07, số 68, số 17. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hôm nay của tuổi Dần được thiên ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn. Tam hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khẳng khái, có uy tín. Đường tiền bạc nhờ mộc dưỡng hỏa, nên con giáp tuổi Dần cũng sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, ngừng phán xét người khác và chính mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, chấp nhận bản thân mình là nền tảng của hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, hãy nói ra suy nghĩ của bạn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, không kỳ vọng vào người khác sẽ không có tổn thương. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, cực khổ thế nào bạn là người rõ nhất. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 98, số 20. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xám, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới, người tuổi Mão gặp được chính ấn nâng đỡ, nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. Bạn là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc trì trệ, cần lưu tâm điều này. Mặt tình cảm lâm tương phá nên cẩn thận gia đình bạn đang bị nói xấu, có tiểu nhân dòm ngó, đặt điều bôi nhỏ. Gia đình bạn thế nào chỉ có bạn biết rõ nhất, những lời đàm tiếu ngoài khi tuy gây ra sự ức chế nhưng nó không đáng để bạn quan tâm, bơ đi mà sống. Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhờ mộc sinh hỏa, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy,
cuộc sống quá nhiều thứ để lo nên nụ cười gượng gạo. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, cuộc sống vẫn như thế, chỉ có lòng người là phức tạp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, lúc nào cũng quay cuồng trong cơm áo gạo tiền. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, đến khi trưởng thành rồi lại muốn quay lại ngày xưa. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, muốn chia sẻ nhưng không tìm được người lắng nghe. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 56, số 02, số 27. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: đen, nâu. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày thứ 7 này được thực thần cát tinh trợ mệnh, giúp công việc của người tuổi Thìn khá hanh thông, lộc lá về đầy tay, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh hoặc có nghề tay trái. Thìn là con giáp sống có kế hoạch, cách làm việc được lòng người, không có điểm gì đáng chê trách, có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể. Chuyện tình cảm khởi sắc nhờ hỏa sinh thổ. Vì cuộc sống nhạt nhẽo và lòng người khó đoán nên Thìn đối nhân xử thế rất khéo léo. Có thể bạn ghét người ta nhưng không thể hiện ra mặt để tránh được họa. Gia đình yên ổn cũng nhờ tính cách của Thìn. Tình hình tài chính có biến động theo chiều hướng rất tích cực, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bản mệnh biết hài lòng với thực tại nên lộc cứ thế mà đến nhà đều đều. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, bạn không vui như người ta vẫn tưởng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, rất mệt mỏi nhưng vẫn phải gồng gánh. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, công việc bộn bề, chuyện gì cũng đến tay. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, bạn bè sống không biết điều. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, có tiểu nhân muốn chơi xấu bạn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 11, số 59, số 66. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy, ngày mới khuyên người tuổi Tỵ nên cẩn thận với cấp dưới, anh em làm ăn chung, đồng nghiệp hôm nay vì có tỷ kiên lâm vận. Bạn ở ngoài sáng, người ta ở trong tối nên nếu không đề phòng thì rất khó lường được hậu quả, cũng đừng quá tin tưởng ai đó ngoài chính bản thân mình. May mắn là vận tình cảm được tam hội cục nâng đỡ. Tuổi này hay bị ghét nhưng cũng hay được giúp đỡ. Ăn ở tốt thì phước đức tự đến chẳng cần lấy lòng ai. Nhất là những người đang xa nhà, dễ được bạn bè yêu quý, giúp nhau lúc khó khăn. Tử vi ngày hôm nay cho thấy vận trình tài chính của bản mệnh khá tốt. Bạn có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn sau khi nhận thấy mình có quá nhiều khoản phải chi cho bạn bè, gia đình trong thời gian tới đây. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, thời tiết nóng nảy, cơ thể dễ ốm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, thời gian cứ trôi đi và chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đừng lo lắng cho người ta, lo cho mình trước đã. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, có những chuyện vốn dĩ chính là không nên biết đến. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, không tò mò chính là một loại thanh thản. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 06, số 72, số 55. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác,
anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy kiếp tài chiếu mệnh, cảnh báo người tuổi Ngọ nên cẩn thận kẻo mất mát tài liệu, hao tổn công sức trong công việc hôm nay. Bên cạnh đó bạn cũng phải tránh xa tay chân cấp dưới, chính quyền, cãi vã để tránh được vạ lây trong những ngày tới đây. Tâm trạng buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói thành lời vì lâm tự hình. Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Có thể hôm nay người ta tốt với bạn nhưng ngày mai họ sẽ trở mặt nếu như nhận ra bạn không đem lại lợi ích gì. Những nỗ lực của bạn thời gian vừa qua chỉ thu về một chút thành quả không đáng kể nên bạn trở nên trầm lặng hơn, không buồn tham gia tán gẫu cùng mọi người. Tiền bạc thì lao đao khó kiếm, công sức bỏ ra thành số không nên khó mà nghĩ tích cực được. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, học cách biết ơn tất cả mọi thứ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, đừng đòi hỏi giàu sang, hãy mưu cầu sức khỏe. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, khi đã sẵn sàng, bạn mới gặt hái được niềm vui. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đừng quá lo lắng cho người thân trong nhà. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nên học hỏi thêm kiến thức từ người giàu kinh nghiệm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 35, số 52, số 96. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Tử vi ngày mới phương Đông chỉ ra rằng, về mặt công việc người tuổi Mùi gặp thương quan giáng họa, nên làm gì cũng thấy khó khăn chồng chất. Làm ăn thất thoát, dễ nghỉ việc, chán làm, cãi vã với đồng nghiệp. Thực ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi nhưng nó giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống sau này. Hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ lục hợp nâng đỡ. Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Bạn có lòng thương người nên phúc đức sâu dày, hay có quý nhân hỗ trợ cho đường tình cảm. Đường tài lộc may mắn hơn người nhờ hỏa sinh thổ. Xuất sắc hơn người khác không phải cao quý, sự cao quý thực sự là xuất sắc hơn mình trước đây. Không cần so đo làm gì cả, có tiền đủ lo cho cuộc sống là đã quá tốt rồi. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đừng để tâm người ta đánh giá bạn thế nào sau lưng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đừng nói hết tất cả những điều mà mình biết. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, luôn luôn cố gắng là dấu hiệu tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tin ai thì tin nhưng đừng tin tưởng hoàn toàn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, sức khỏe không tốt thì hãy rèn luyện. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 04, số 76, số 21. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày thấy rằng thiên tài chiếu vận có lợi cho những người có nghề tay trái, làm tài chính, xổ số. Bản mệnh sẽ có may mắn bất ngờ ngay trong ngày giữa tuần. Tuy nhiên đừng ham lợi ích lớn mà bỏ qua những việc nhỏ, làm như vậy công việc rất nhanh bị thụt lùi. Vì cục diện ngũ hành hỏa khắc kim nên gia đình tuổi này dễ có lục đục nhỏ, con cái bị lạc hoặc đi chơi không báo cho bố mẹ nhưng rồi sẽ ổn thôi. Bạn trở nên nhạy cảm hơn bình thường, điều đó có thể nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình.
Thân nên cẩn trọng với những quyết định liên quan đến tài chính trong hôm nay. Bạn rất hào phóng, chi tiền không tiếc tay cho người khác, muốn che chở và chăm sóc cho mọi người, song đấy cũng chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng bòn rút tiền bạc của bạn. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, không nên ham của rẻ, coi chừng ngộ độc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng xem thường sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tâm trạng căng thẳng, nói năng hấp tấp. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, dễ bị người khác đổ oan. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, trong tất cả mọi việc, giá trị luôn đi cùng với rủi ro. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 95, số 27. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Điềm báo tử vi hôm nay chỉ rõ, có thể người tuổi Dậu sẽ mâu thuẫn với đồng nghiệp trong khi làm việc chung với nhau vì hỏa khắc kim. Bạn dần đánh mất kiểm soát và hành động nóng vội khi công việc không như ý. Khuyên Dậu nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không muốn vướng phải những chuyện thị phi nơi công sở. Chuyện tình cảm đôi lứa không mấy hòa thuận, đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt. Con giáp này để cảm xúc chi phối quá nhiều mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bản thân với những người xung quanh. Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ chính tài chiếu vận. Những người biết chuyên tâm vào công việc chính hoặc thừa kế sản nghiệp từ gia đình sẽ có lộc. Ăn ở hiền lành thì sẽ làm ăn suôn sẻ. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, luôn luôn là người nổi bật nhất đám đông. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, bạn năng động, nhiệt tình nên nhiều người thích kết bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, thu nhập tương đối ổn định so với trước đây. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, để làm giàu cần có sự cố gắng gấp đôi người thường. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, biết tiết kiệm nên lúc khó khăn có tiền lo việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 22, số 76, số 11. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy thực thần xuất hiện trong vận trình, giúp những bạn tuổi Tuất làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, quần áo, nhà hàng, làm thêm sẽ gặp nhiều may mắn. Người càng sởi lởi, vui tính thì trời càng cho lộc, làm gì cũng có người hậu thuẫn. Vì hỏa sinh thổ nên con giáp này được khuyên nên quan tâm vào chuyện gia đình mình nhiều hơn để mọi người bình an. Rất may là con cái, cha mẹ của bạn vẫn yên ổn, bình an. Gia đình tuy không giàu nhưng biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, không ai chê được. Được tam hợp nâng đỡ nên tiền bạc của Tuất rất bình ổn, nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. Bạn sống khá biết điều nên tiền nong rất rõ ràng, không làm chuyện gian dối nên thu được quả ngọt, dù có giàu cũng chẳng ai nói được bạn nửa câu. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, gia đạo bình ổn, không có xích mích gì xảy ra. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nên nghe theo lời khuyên của cha mẹ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, khéo tiết kiệm thì sau này không phải lo cơm ăn áo mặc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, thời gian này Nhâm Tuất đã vất vả nhiều rồi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm,
đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 92, số 31. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Hôm nay, công việc của người tuổi Hợi gặp thiên quan giáng họa, khuyên con giáp này nên tránh xa kiện tụng, cấp trên hoặc xô sát vì người thiệt thòi nhất chính là bạn. Cấp trên đối xử kém hài hòa, thậm chí bạn còn có thể bị điều chuyển vị trí hay thuyên chuyển sang bộ phận khác. Hợi có thể gặp chuyện phiền lòng trong tình cảm vì thủy khắc hỏa. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những mâu thuẫn, hiểu lầm dẫn đến tranh cãi. Nên dẹp bớt bạn bè xã giao, toàn lợi dụng nhau lúc cần, lúc bạn khó khăn thì không thấy mặt ai đến giúp. Ngày thứ 7 này, điềm báo người tuổi Hợi dễ nhận tin xấu liên quan đến tiền bạc, không đòi được nợ, cho người khác mượn đồ thì bị hư hỏng. Là con giáp sống biết điều, hiền hậu nhưng Hợi không nên nể mặt người khác mà cho họ nợ tiền, mượn xe, mượn máy tính. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, bạn phải biết sử dụng trí tuệ để kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, ưu điểm là biết nhìn nhận cuộc sống theo nhiều mặt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bạn dễ bị tình cảm chi phối. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, bạn có được những ý tưởng mới trong công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tiền bạc nhìn chung chưa thực sự ổn định. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 67, số 14, số 34. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.